Thưa quý vị, đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ lại chịu tác động của rãnh mây dông dịch chuyển từ lục địa Trung Quốc xuống. Ngay trong chiều tối nay, miền Bắc bắt đầu có mưa trở lại. Đến gần sáng và ngày mai, vùng mưa dông sẽ mở rộng ra toàn miền Bắc, với vùng mưa vừa, mưa to tập trung chính ở khu vực Trung Du và vùng núi, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa to trên 130mm. Khu vực đồng bằng trong đêm nay và ngày mai cũng có mưa, thời gian mưa khoảng nửa đêm về gần sáng và lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm. Với diễn biến mưa tăng trở lại như vậy thì từ đêm nay trở đi, ở các tỉnh vùng núi và Trung Du Bắc Bộ sẽ tái xuất hiện nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất. Mưa tăng lại nên nhiệt độ ngày mai ở miền Bắc giảm đi đáng kể, xuống chỉ còn từ 29 đến 32 độ. Rãnh mây dông cũng tác động đến miền Trung, khiến cho Thanh Hóa trong khoảng gần sáng và sáng mai sẽ có mưa rải rác. Đến chiều và tối mai, khi rãnh thấp dịch chuyển sâu hơn xuống phía Nam thì mưa ở Thanh Hóa sẽ tăng lên diện nhiều nơi, cục bộ sẽ có điểm mưa to và dông mạnh. Còn ở Nghệ An cũng có mưa ở mức rải rác. Nền nhiệt ngày mai từ 34 đến 35 độ. Vùng nóng ở miền Trung trong ngày mai sẽ thu hẹp lại ở các tỉnh thành phố từ Quảng Bình đến Phú Yên với ngưỡng nhiệt từ 35 đến 37 độ. Khu vực Khánh Hòa đến Bình Thuận, thời tiết ít thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Nền nhiệt ngày dao động trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động với cường độ trung bình yếu. Vì thế những cơn mưa dông vẫn chỉ xuất hiện về chiều và tối và sẽ nhanh kết thúc trước 19 giờ. Khoảng thời gian từ sáng đến 15 giờ chiều trời vẫn còn nắng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên sẽ ở mức từ 31 đến 33 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ từ 34 đến 35 độ. Nóng cục bộ vẫn xuất hiện một số nơi ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Trên biển, dưới tác động của rãnh áp thấp dịch chuyển từ lục địa Trung Quốc xuống, từ đêm nay trở đi, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Bắc Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa, mưa dông sẽ tăng lên mức rải rác, khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp chỉ còn từ 4 đến 10 km, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.